Hôm nay hai mẹ con đi ăn buffet. Đây. Đây đi 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 vô. Giới thiệu cho buffet kìa. Ăn buffet nè. Nó ăn buffet. Ăn giờ phải ăn buffet. Dạ giới thiệu đi. Sắp ăn buffet mà chưa ăn buffet. Rồi, giờ đi đi lấy đồ ăn. Đi lấy đồ ăn. Sushi.